Xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay mùng 7 tháng 12, vâng, Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn ba cái mẫu xe với cái tầm tiền khoảng hơn 300 triệu. Vâng, bên Đức Trung thì chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Và bên chợ Uông Bí, Quảng Ninh thì Đức Trung sẽ bán chuyên về các cái dòng xe bán tải máy dầu. Vâng, trước mắt quý anh chị các bạn là ba chiếc xe máy dầu. Chiếc đầu tiên thì có cái biển của tỉnh Cao Bằng, 11C05055, là một chiếc Forerunner bản XL sản xuất năm 2011. Vâng, có cái lớp sơn là màu ghi bạc rất là đẹp. Vâng, xe thì được trang bị la răng đúc, gương kính chỉnh điện. Vâng, cái mẫu xe XL2011 này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 315 triệu đồng. Vâng, quý anh chị các bạn mua cái xe này về phục vụ công việc gia đình thì rất là ok nhé. Cái xe này thì nó được trang bị số sàn 2 cầu, máy dầu, cái mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng chỉ loanh quanh khoảng độ 7 lít dầu trên 100 cây. Người ta mua cái xe này về có thể phục vụ cho cái công việc, đặc biệt là các bác mà làm công trình hay là làm về các cái chuyên ngành xây dựng hoặc là cung cấp các cái phụ tùng thì rất là ok. Nó có thể là chở hàng hóa được, thùng khá là rộng rãi, gầm cao máy dầu, là răng đúc đàng hoàng nhé, sơn xi sạch sẽ sáng đẹp. Đấy, và cái form mới cũng khá là đẹp. Và 315 triệu đồng, lốp láp thì còn đẹp cả dàn, là răng đúc. Sau đây Đức Trung sẽ quay một chút về cái phần nội thất để quý anh chị các bạn ta cùng xem. Vô lăng 4 chấu, có màn hình Android, ghế da màu đen đỏ khá là đẹp, bằng trần lỉ nguyên bản, xe đẹp không nỗi, có gương kính chỉnh điện. Vâng, 5 chỗ ngồi, đây hàng ghế thứ hai đây. Cái nội thất của cái xe khá là đẹp. Có một cái màn hình Android điều hòa cơ. Số sàn 2 cầu. Đây, thùng bệ cũng còn rất là chắc chắn. Vâng, các cái chức năng của xe thì hoạt động bình thường. 315 triệu đồng xem đăng kiểm. Đấy, đăng kiểm này còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2021, có cả giá lóc về mưa. Vâng, sau đây Đức Trung sẽ nổ máy chiếc Forerunner 2011 lên để quý anh chị các bạn ta quan sát cái khoang động cơ. Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc Forerunner bản XL sản xuất năm 2011, trang bị số sàn 2 cầu. Máy đổ rất là chắc chắn, khoang động cơ rất khô ráo. Tất cả các chi tiết trong khoang động cơ đều còn khá mới. Máy lổ rất là giòn, rất là êm, không có hiện tượng rung lắc. Máy dầu khá là tiết kiệm, 7 lít trên 100 cây.
sát một chút về cái phần nội thất của xe. Vâng, xe thì được trang bị điều hòa cơ, màn hình Android rất là to. Táp lô, táp ly thì khá là sạch sẽ. Hộp tì tay này, có cái cần số vô lăng, táp ly, cánh cửa. Vâng, quý anh chị các bạn, ai mà quan tâm đến cái mẫu xe trên thì hãy liên hệ trực tiếp với Đức Trung theo số 0965 951 955 để ta biết thông tin chi tiết. Vâng, kế tiếp Đức Trung xin giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe của Nhật, đó là chiếc Mitsubishi Triton sản xuất năm 2013. Vâng, xe thì được trang bị một cái lớp sơn là màu xám khá là đẹp, mang biển của tỉnh Quảng Ninh, 14C08025. Vâng, chiếc này thì được sản xuất năm 2013. Vâng, trang bị số sàn 2 cầu. Vâng, máy 2.5, động cơ đang hoạt động, máy nổ rất là giòn. Vâng, cái dòng máy dầu thì là nó cũng hơi ồn một chút so với lại cái máy xăng. Đây là chi tiết của cái lốp đằng trước ở bên phụ là răng đúc thành bịa. Sơn xi thì cũng khá là sạch đẹp. Vâng, lốp láp thì còn được tầm khoảng độ 60%. Vâng, các bác mà không quá cầu kỳ về cái vấn đề hình thức của xe thì có thể mua chiếc xe này về, vâng, vừa đi công việc, phục vụ gia đình, chở người, chở hàng hóa. Vâng, một cái dòng xe Mitsubishi Triton của Nhật thì là nó bền bỉ, tiết kiệm. Và cái dòng xe này, cái form dáng của nó thì nó cũng rất là khác biệt so với lại những cái dòng xe bán tải khác. Vâng, trông nó cũng mút mít. Có người thì cũng rất là ưa cái dòng xe Triton này bởi vì là nó bền bỉ và nó tiết kiệm hơn là các cái dòng xe bán tải khác. Và đặc biệt là cái hàng ghế sau đấy, cái độ ngả của cái hàng ghế sau này nó rất là thoải mái. Vâng, đi xa thì nó không bị mỏi. Những cái hàng ghế sau của những cái xe khác thì cái tựa lưng của nó khá là đứng. Thế còn cái dòng này thì nó rộng rãi hơn, nó thoải mái hơn, cái độ ngả của ghế nó nhiều. Chính vì thế đây là Triton này là một trong những cái dòng xe mà được gia đình mua về để chở người đi công việc thì nó cũng khá là nhiều. Và đây là cái phần nội thất của xe. Xe thì được trang bị vô lăng 3 chấu, có túi khí, số sàn 2 cầu, ghế da màu đen đỏ. Và cái dòng này nó có điều hòa auto. Các cái phần táp lô, táp ly của nó cũng khá là đẹp. Vâng, với cái mẫu Mitsubishi Triton này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 335 triệu cho một cái mẫu Triton 2013. Và đây là khoang động cơ của chiếc Mitsubishi Triton sản xuất năm 2013. Và động cơ nổ tương đối là giòn. Đấy, đây. Và đây là toàn bộ khoang động cơ của chiếc Triton nhé. Máy nổ rất là giòn, rất là chắc. Và 335 triệu. Thì là quý anh chị các bạn, ai quan tâm đến cái mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp cho Đức Trung, số điện thoại 0965 951 955. Vâng, các bác mà thiện chí thì đến xem xe trực tiếp thì Đức Trung sẽ có cái giá tốt cho các bác mua về để sử dụng. Triton 2013, số sàn 2 cầu, 335 triệu, nội thất rất là rộng rãi. Nội thất này tương đối là sạch đẹp, máy gầm chất, điều hòa mát sâu,
tất cả các cái trang thiết bị ở trên xe thì vẫn còn hoạt động bình thường. Duy chỉ có cái đăng kiểm, thì vừa mới hết đăng kiểm xong, bên Đức Trung sẽ bao đăng kiểm cho khách hàng. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, một cái mẫu xe Mitsubishi Chitone của Nhật sản xuất năm 2013, số sàn 2 cầu máy dầu, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 335 triệu. Vâng, tiếp theo Đức Trung xin giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Forerunner bản Wincheck sản xuất năm 2009. Vâng, chiếc này thì cũng được trang bị số sàn 2 cầu và máy dầu 2.5. Form dáng của xe đây rất là đẹp, sơn xi sạch sẽ. Và cái dòng Wincheck này thì nó là một trong những cái phân khúc đứng đầu của Forerunner. Forerunner nó có rất nhiều bản, trong đó bản Wincheck là cái bản số 1. Và chiếc xe này được sản xuất năm 2009, nước sơn màu đen khá là đẹp. Toàn bộ các phần ngoại thất của xe sơn xi sạch sẽ sáng đẹp. Lốp thì còn mới cả dàn nhé, lốp lắp còn đẹp cả dàn. Vâng, chiếc xe này thì đã được trang bị một cái lắp thùng thấp sơn đen, thì là có cái viền màu trắng trông nó khá là nổi bật. Vâng, về cái phần ngoại thất thì sơn xi sạch sẽ, lốp mới, là răng đúc, bậc bước, rồi là cái trang thiết bị phần ngoại thất rất là đẹp. Sau đây Đức Trung sẽ tiến sát vào để quý vị bạn có thể quan sát này. Rồi các cái cụm đèn này vẫn là đèn zin đẹp nguyên bản nhé. Và cái phần mặt ga lăng lưới đạn nhiệt, xe thì mang biển của tỉnh Vĩnh Phúc 88C18866, biển số rất là đẹp, sơn xi sạch sẽ, form dáng đẹp. Vâng, và đây là phần nội thất của xe, trời nó hơi nắng nóa, trần nỉ nguyên bản. Vâng, bộ ghế da thì đã được trang bị thêm một cái bộ áo nhé, áo ghế này cũng rất là đẹp, có màn hình Android, số sàn 2 cầu. Toàn bộ các cái trang thiết bị trên xe này phải nói là tương đối là sạch đẹp. Đây là hàng ghế phía sau. Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc Forerunner Wincheck sản xuất năm 2009. Cái da máy của nó khá là đẹp. Và cái động cơ Wincheck này thì nó cũng khác hoàn toàn so với lại cái động cơ Forerunner của chiếc XL. Quý vị các bạn có thể quan sát đấy. Đây. Khá đẹp. Mặc dù là sản xuất năm 2009, sau 11 năm sử dụng, máy móc còn rất là khô ráo, tiếng máy còn khá là chắc chắn,